Chào mừng các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình mua ba tờ lộn xộn hên xui. Đây. Nó cắt bị sai nè, nhưng mà vẫn lãnh được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cào nha. Ok, let's go. Con đầu tiên là 17 nha các bạn. Kế tiếp là 14. Có 17, 14 mình trúng á. Ồ, hay ta, ra con 13 luôn ghê vậy. Gác. Ồ, ra 16 luôn, gác. 400. 400 gác thiệt. Ra con số 6 luôn hả? Ra số 7 luôn. 400 luôn. Gà với số này ghê vậy. Ừ, 2 đồng mà giá cũng cao á. Số 9 15. Miếu nhìn hả? 10 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn luôn hả? Ủa, đúng không? Rồi, 100 ngàn. Ghê hả? 2 đồng mà cũng có giải 100 ngàn nữa hả? Có chứ. Trời ơi, cào 2 đồng mà trúng 100 ngàn chắc xỉu quá. Đấy, 100 ngàn là siêu up siêu down luôn. Số 10. 10 ngàn. 14, 17, 13, 15, 16. Đừng nói tôi là 18 nữa nha. Số 3. Nó 18 kìa. Rồi. Sai lầm. Nghe không có hả? Này không có đâu. Cái bộ đồ ta. Đồ điếu. Mấy cao lên. 21. Đó, giờ mới thấy. Mười một và số 10 nha. Nhiều khi trúng á. 20. 20. Số cao quá vậy. Trời, số 1 à. Nhiều khi trúng sao? 2 đồng mà cũng có giải 100 ngàn. Nhiều quá. Trời ơi, 2 đồng mà trúng 100 ngàn là lời, quá lời luôn. Số 5 có. 18. Quan trọng có tiền để cào thôi. 1 ngàn á. Vô. 13. Cào vui thôi. Đừng vui quá. Vui quá là chết. Số 7. Trời, 10 ngàn nè. 15. Ừ. 19. Em nói em xui mà. 100 ngàn nè. Ghê chưa? Ra ra chúng tờ mình cào tờ 1 đồng chúng 100 nè. Đi bộ đây đó. 10 ngàn nè. Cào đi. Một số. Tờ đồng đó nè. Ủa, 2 tờ đồng đồng ở đây. Ừ. 2 tờ đồng đồng luôn. Ok. Vô đó. Vô thuốc liền chứ. Số 2 nha. Số 10, có số 2, số 10 mình trúng nha. Số 2 vô nãy không? Tay Linh thì chứ số 10 vô luôn nè, ghê không? Số 7 nữa nè. Số 10 nữa nè. Vô. Không tin được. Số 2 luôn. Wow. Có không? Cái này á, số 10 bonus rồi. Nếu mà thấy gói quà là trúng 10 đồng. Không trúng. Ok. Giờ mình sẽ nặng coi trúng bao nhiêu nha. 1 đồng. Trúng nhắn 5 đồng. 5 đồng mấy bạn ơi. Ê. 20 đồng à. 10 đồng chứ. 6 đồng. 1 3 5 đồng. Ủa, số chơi đâu? Đây. Gì lạ vậy? Chơi. Ồ, 2 với 10. Yeah. Máu lửa liền chứ bô nợp thì cái này có nhân 2 với ngôi sao nha. Thì tờ đồng thì kiểu có cỡ đó thôi các bạn ơi.
Cũng vui hả? Vui mà. Trời vui mà. Có 5 số mà. Mà cúng 5 số mà hên xui mà. Rồi, ta đi bụi nha các bạn. Mua 2 đồng. Mua tổng cộng 448. 8 với 2 là 8 với 2 là 10. Phải không? 4 22 22 là 14 đồng á. No. 14 đồng trừ 2 cái này ra. Trừ 2 cái này ra không có cào, không biết cào. Thì coi như là quỳ vốn đó. Rồi chống trước mắt cái clip này đó. Ok, nếu bạn thấy hay thì đăng ký channel mình bên dưới nha.